Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này thì mình chia sẻ đến mọi người một cái dự án airdrop đến từ nền tảng của cái sàn Poloniex. Và trong một vài phút trước đây thì mình đã có hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký và KYC trên cái nền tảng của cái sàn Poloniex này. Rồi thì sau khi mà mọi người có tài khoản xong thì mọi người hãy tham gia vào một cái event lễ hội giới thiệu Poloniex giai đoạn 4 nhé, tức là mời bạn bè để ăn chia trong tổng giải thưởng là 10.000 USDD, tức là nó sẽ tương đương với là 10.000 USDT nhé. Thì đây cũng là một stablecoin của sàn đấy. Rồi thì cái phần thưởng nó rất là đơn giản thôi, trong thời gian khuyến mãi đối với mỗi người được giới thiệu đến Poloniex hoàn thành KYC xác minh danh tính và hoàn thành giao dịch 100 đô trở lên nhé. Tức là khi mọi người xác minh và KYC xong, mọi người có thể nạp 100 đô vào sàn và thực hiện giao dịch bất kỳ nhé. Và mọi người sẽ nhận được là 10 USDD và phần thưởng. Và người được mời sẽ nhận được 15 USDD phần thưởng nhé. Đó, thì tức là người được mời sẽ nhận được 15 đô và người mời sẽ nhận được là 10 đô. Thì cái quy tắc để nhận được phần thưởng này thì mọi người sẽ nhấp vào liên kết để đăng ký tham gia chương trình. Tức là ở đây thì sau khi mọi người sẽ nhấp vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra một cái biểu mẫu nhé. Thì mọi người điền thì để mình giới thiệu qua đã. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ mời thêm bạn bè tạo tài khoản ở trên Poloniex. Những người được mời phải hoàn thành xác minh KYC nhé. Tức là mọi người phải hoàn thành xác minh KYC thì mọi người mới đủ điều kiện tham gia. Và những người được mời phải hoàn thành giao dịch từ 100 đô trở lên thì người mời mới được nhận là 10 đô và người được mời sẽ nhận được 15 đô nhé. Thì cái quy định của nó đơn giản thế thôi. Và cái phần thưởng 2 là mở khóa hoa hồng lên đến 50% này. Trong thời gian khuyến mãi, những người mời đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo số lượng người dùng mà họ mời. 10 người mời hàng đầu sẽ được hưởng hoa hồng 50% trong 3 tháng. Và những người xếp hạng từ 11 đến 20 sẽ nhận được 30% trong 3 tháng. Rồi, thì đấy là những cái quy tắc để tham gia vào cái dự án airdrop này. Rồi, thì bây giờ thì mọi người sẽ bấm vào cái mục vào đây để đăng ký này. Thì mọi người sẽ mở cái form ra. Rồi, tiếp theo thì dòng đầu tiên thì mọi người sẽ gửi cho nó cái email mà mọi người đã đăng ký cái sàn nhé. Rồi, tiếp theo ấy, mọi người bấm chọn vào tôi hiểu quy tắc cho sự kiện. Ok, và mọi người sẽ bấm chọn gửi cho mình. Rồi, như vậy là đã xong cái phần điền thông tin nhé. Thì cái việc chuyển coin lên sàn thì nó cũng tương tự như những cái sàn khác thôi. Mọi người có thể là vào sàn này, sau đó thì chọn nạp rút như bình thường. Nếu ai có tiền từ các sàn khác thì mọi người chọn vào ví, sau đó thì chọn nạp tiền. Rồi thì ở đây thì có thể chọn là USDT. Rồi chọn tiếp tục. Thì ở đây thì mọi người sẽ chọn mạng lưới nhé. Thì ở đây nó sẽ có 3 mạng. TRC, PEP20 và ERC thì mọi người sẽ nạp một trong hai những cái mạng này nhé để lấy cái địa chỉ của nó và sau đó copy cái địa chỉ này và mọi người sẽ chuyển đến một cái sàn nào đó. Ví dụ như hiện nay mình đang có tài khoản ở trên sàn Phimex. Rồi, ok, mình sẽ nạp từ tài khoản sàn Phimex này vào. Rồi, USDT này, mình sẽ chọn rút này, chọn mạng PEP20 này. Đó, thì hiện nay ở trên cái sàn Phimex này ấy, thì nó cũng đang khuyến mại là rút tiền không mất phí nhé. Nếu ai chưa đăng ký sàn Phimex này thì mọi người có thể theo dõi cái video hướng dẫn đăng ký cái sàn Phimex này mình có để dưới phần mô tả nhé. Thì ở đây thì mình sẽ nạp là 100 đô đi. Rồi, sau đó thì chọn rút. Rồi, ok, tiếp theo thì sẽ nhập cái mã xác minh Google vào. Rồi, ok, sau khi nhập xong mã xác minh Google thì mọi người sẽ vào mail để xác nhận cái việc rút tiền từ sàn này sang nhé. Rồi, mọi người mở mail ra này và sau đó bấm chọn confirm này. Rồi, ok, như vậy rút tiền đã được xác nhận và chờ khoảng một vài phút thì tiền sẽ được chuyển đến cái sàn Poloniex nhé.
Rồi, ok mọi người, sau khoảng 2 đến 3 phút thì mình đã nhận được cái đồng USDT chuyển vào đây nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành giao dịch, mọi người sẽ bấm chọn vào giao dịch này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn cái lệnh là thị trường để giao dịch luôn nhé. Rồi, ok, và tiếp theo thì mọi người nên giao dịch bằng cái đồng BTC để tránh trượt giá nhé. Đó, thì mọi người sẽ mua một phát này, thế là đủ khối lượng là 100 USDT nhé. Rồi, xong, chọn sang bán. Rồi, ok, mọi người chỉ cần thực hiện thế thôi. Và như vậy thì cái chi phí của như ở đây là mình đã giao dịch là 200 đô la thì nó mất khoảng là 0,33 đô. Đó, thì cơ hội để mọi người nhận được 10 đô nhé. Quá lời rồi còn gì. Ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cái tham gia dự án để nhận 10 USDD đến từ nền tảng của cái sàn PoloDX. Đây là một kèo khá ngon nhé, mọi người đừng có bỏ qua. Và cái sàn này thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái chương trình airdrop chất lượng. Nên là mọi người hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản luôn nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người may mắn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.